Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3, sách cánh diều, bài 45, luyện tập trung. Rồi, trước hết là các em làm bài tập số 1, tính giá trị của các biểu thức sau. Câu E, chúng ta có biểu thức thứ nhất, 948 trừ 429 cộng với 479. Ở cái bài trước thì các em đã học thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức rồi. Nếu biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ như biểu thức này thì chúng ta sẽ tính từ trái sang phải. Nếu biểu thức chỉ có phép nhân và phép chia thì các em cũng tính từ trái sang phải. Nếu biểu thức có cả cộng trừ nhân chia thì các em nhớ là nhân chia trước cộng trừ sau. Trường hợp biểu thức có dấu ngoặc thì các em nhớ là chúng ta thực hiện các phép tính ở bên trong dấu ngoặc trước, bên ngoài dấu ngoặc sau. Được chưa? Rồi ở đây các em sẽ tính từ trái sang phải. Các em lấy 948 trừ 429 trước. Được kết quả bao nhiêu? Các em mới cộng tiếp với 479. Rồi cách tính như thế nào thì thầy giáo sẽ không nhắc lại để tiết kiệm thời gian cho các em. Các em bấm tạm dừng video và các em thực hiện các phép tính này nha. Rồi các em tính xong chưa? Bây giờ các em xem là mình làm có đúng hay không nha. 948 trừ 429 bằng bao nhiêu? Có đúng là bằng 519 không? Sau đó các em lấy số này cộng tiếp với 479. Hai số này cộng với nhau bằng bao nhiêu? Có đúng là bằng 998 không? Sang biểu thức thứ hai. Biểu thức này có phép nhân và phép chia. Rồi các em nhớ là chỉ có cộng trừ. Chúng ta tính từ trái sang phải. Chỉ có nhân chia. Chúng ta cũng tính từ trái sang phải. Các em lấy 424 chia cho 2 trước. Các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu. 424 chia 2 bằng 212. Sau đó các em nhân tiếp với 3 bằng bao nhiêu? À, bằng 636. Câu B. Biểu thức này có nhân, đúng không? Các em nhớ là nhân chia trước, cộng trừ sau. 750, tạm thời các em để nguyên. Các em lấy 101 nhân với 6 trước. Các em nhân xem kết quả bằng bao nhiêu? 101 nhân 6. Có đúng là bằng 606 không? 750 trừ 606 bằng bao nhiêu? À, bằng 144. Tiếp theo, ta thấy biểu thức này chỉ có phép chia. Vậy các em cứ hồn nhiên, các em tính từ trái sang phải thôi.
Lấy 100 chia 2 trước. 100 chính là 10 chục. 10 chục chia cho 2. Các em lấy 10 chia 2 bằng 5. Tức là bằng 50. Sau đó các em chia tiếp cho 5. 50 chia cho 5. 5 chia 5 bằng 1. Như vậy là bằng 1 chục. 1 chục tức là 10. Rồi tiếp theo là các em sang câu C. Câu C. Biểu thức này có dấu ngoặc. Dấu ngoặc báo hiệu cho chúng ta biết mà các em thực hiện phép tính ở bên trong dấu ngoặc trước. Vậy 998 các em để nguyên. Các em lấy 302 cộng với 685 trước. Các em bấm tạm dừng video và các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu. 302 cộng với 685 bằng bao nhiêu? À, bằng 987. Sau đó các em lấy hai số này trừ đi nhau. Chúng ta được kết quả bằng bao nhiêu? Có đúng là bằng 11 không? Đúng không? Rồi, tiếp theo. Đối với biểu thức này thì các em sẽ thực hiện phép trừ ở bên trong dấu ngoặc trước. Các em cứ nhớ cho thầy giáo là trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 421 trừ đi 19 bằng bao nhiêu? Cách nhẩm này. Các em lấy 19 cộng 1, ta được số tròn trục là 20. 19 cộng 1 thì 421 cũng phải cộng 1, bằng 422. 422 trừ đi 20 thì bằng 402. Sau đó các em mới nhân với 2. 402 mà nhân với 2 bằng 804. Rồi tiếp theo, các em sang bài tập số 2, câu E. Tính giá trị của các biểu thức sau. Biểu thức thứ nhất thì các em sẽ tính ở bên trong dấu ngoặc trước. Bên trong dấu ngoặc các em lấy 300 cộng với 70 thì bằng 370. Tức là 370. Sau đó các em cộng tiếp với 500. 370 cộng với 500 bằng 870. 870. Rồi biểu thức thứ hai. Ở đây các em sẽ thực hiện phép cộng bên trong dấu ngoặc trước. Số 300 thì tạm thời các em cứ để nguyên. 70 cộng với 500 bằng 570. Ba trăm cộng với 570 bằng 870. Rồi sang cột bên này. Ở đây các em thực hiện phép cộng ở bên trong dấu ngoặc trước. 178 cộng với 214. Rồi các em bấm tạm dừng video và các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu. Có đúng là bằng 392 không? 392 cộng tiếp với 86 bằng bao nhiêu? À, bằng 478. Sang biểu thức thứ hai. Biểu thức thứ hai thì các em lại thực hiện phép cộng ở bên trong dấu ngoặc trước.
178 giữ nguyên. Khi em lấy 214 cộng với 86 trước, ta được kết quả là 300. 178 cộng với 300 thì bằng 478, đúng không? 478. Ta nhận thấy này, ở cột thứ nhất thì giá trị của hai biểu thức bằng nhau. Cột thứ hai, giá trị của hai biểu thức cũng bằng nhau. Được chưa? Như vậy là khi mà biểu thức chỉ toàn là phép cộng, như các biểu thức ở hai cột này là những biểu thức chỉ toàn là phép cộng, thì các em thực hiện theo thứ tự nào cũng được. Lấy hai số đầu tiên cộng với nhau trước cũng được, hoặc là lấy hai số cuối cùng cộng với nhau trước cũng được. Chúng ta tính theo cách nào thì chúng ta cũng được cùng một giá trị. Các em hình dung ra chưa? B. Nhận xét về giá trị của các biểu thức trong từng cột ở câu E. Rồi, chúng ta vừa nhận xét ở trên rồi đúng không? Giá trị của các biểu thức trong từng cột ở câu E là bằng nhau. C. Lấy ví dụ tương tự như các biểu thức ở câu E. Rồi, các em có thể lấy rất nhiều ví dụ. Ví dụ như là 10 cộng 36 cộng 4. Được chưa? Các em thực hiện phép cộng ở bên trong dấu ngoặc trước. 10 cộng 36 bằng 46. Sau đó các em mới cộng với 4 bằng 50. Được chưa? Thì chúng ta thấy biểu thức này chỉ toàn là phép cộng này. Các em lấy hai số đầu tiên cộng với nhau trước cũng được, hoặc là các em lấy hai số cuối cùng cộng với nhau trước cũng được. Kết quả đều bằng 50 thôi. Ở đây các em lấy hai số cuối cùng cộng với nhau trước này. 36 cộng với 4 bằng 40. 10 cộng 40 bằng 50. Được chưa? Bài tập số 3, câu E. Tính giá trị của các biểu thức sau. Biểu thức thứ nhất thì các em sẽ thực hiện phép nhân ở bên trong dấu ngoặc trước này. Theo đúng thứ tự là trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau. 2 nhân 6 bằng 12. 12 nhân tiếp với 4 bằng 48. Biểu thức thứ hai, các em thực hiện phép tính ở bên trong dấu ngoặc trước. Các em lấy 6 nhân 4 trước bằng 24. Sau đó lấy 2 nhân 24 thì cũng bằng 48. Sang cột bên này, các em lấy 8 nhân 5 trước bằng 40. 40 nhân 2, 40 mà nhân 2 thì bằng 80. Biểu thức tiếp theo thì các em thực hiện phép tính 5 nhân 2 trước, cứ trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau. 5 nhân 2 bằng 10. 8 nhân 10 bằng 80. Rồi, chúng ta nhận xét ở cột thứ nhất hai biểu thức có cùng giá trị là 48. Đúng không? Cột thứ hai hai biểu thức cũng cùng giá trị là 80.
mặc dù chúng ta thực hiện theo hai cách khác nhau. Như vậy, chúng ta rút ra nhận xét, khi biểu thức chỉ toàn là phép nhân, thì chúng ta thực hiện các phép tính theo thứ tự nào cũng được. Các em lấy hai số đầu tiên nhân với nhau trước cũng được, hoặc là lấy hai số cuối cùng nhân với nhau trước cũng được. Chúng ta đều tính được cùng một giá trị. Được chưa? Các em sang câu B. Nhận xét về giá trị của các biểu thức trong từng cột ở câu E. Giá trị của các biểu thức trong từng cột ở câu E là bằng nhau. C. Lấy ví dụ tương tự các biểu thức ở câu E. Các em có thể lấy ví dụ tương tự như là 4 x 5 x 6. Ở đây các em sẽ thực hiện phép tính ở bên trong dấu ngoặc trước. Ta lấy 4 x 5 bằng 20. Sau đó các em mới nhân với 6. 20 nhân với 6 thì bằng 12 chục. 2 x 6 bằng 12. 12 chục. Trong biểu thức này thì các em lấy 5 x 6 trước bằng 30. 4 nhân với 3 chục. Các em lấy 4 x 3 bằng 12. 12 chục. Chính là số 120. Được chưa? Khi biểu thức chỉ toàn là phép nhân thì các em thực hiện theo thứ tự như thế nào cũng được. Chúng ta đều tính được cùng một giá trị. Rồi, như vậy qua hai bài tập số 2 và số 3 thì các em rút ra một nhận xét. Khi biểu thức chỉ toàn là phép cộng, các em thực hiện phép tính theo thứ tự như thế nào cũng được, miễn là sao nó thuận tiện. Khi biểu thức chỉ toàn là phép nhân thì các em thực hiện các phép tính theo thứ tự như thế nào cũng được, miễn sao là nó thuận tiện. Được chưa? Tiếp theo em sang bài tập số 4. Trong bình xăng của một ô tô đang có 40 lít xăng, đi từ nhà đến bãi biển, ô tô cần dùng hết 15 lít xăng. Đi từ bãi biển về quê, ô tô cần dùng hết 5 lít xăng. Trả lời các câu hỏi. A. Ô tô đi từ nhà đến bãi biển, rồi từ bãi biển về quê thì dùng hết bao nhiêu lít xăng? B. Nếu đi theo lộ trình trên thì khi về đến quê, trong bình xăng của ô tô còn lại bao nhiêu lít xăng? Trước hết là chúng ta sẽ phân tích bài toán này như sau. Trong bình xăng của một ô tô có 40 lít xăng. Được chưa? Đi từ nhà đến bãi biển. Từ nhà đến bãi biển này. Ô tô cần dùng hết 15 lít xăng. Sau đó đi từ bãi biển về quê thì ô tô cần dùng hết 5 lít xăng. Người ta hỏi là ô tô đi từ nhà đến bãi biển, từ nhà đến bãi biển, rồi từ bãi biển về quê thì dùng hết bao nhiêu lít xăng? À, đơn giản đúng không? Các em chỉ việc lấy 15 cộng với 5 thôi. Từ nhà đến bãi biển là 15, cộng với từ bãi biển về quê là cộng thêm 5 nữa. Được chưa? B. Nếu đi theo lộ trình trên thì khi về đến quê, trong bình xăng của ô tô còn lại bao nhiêu lít xăng? À, lúc đầu là có 40 lít. Được chưa? Mà ô tô dùng hết bao nhiêu lít rồi? Ô tô dùng hết 15 cộng với 5 rồi. Đúng không? Lúc đầu là có 40, mà dùng hết 15 cộng với 5 rồi thì còn lại là bao nhiêu? Các em thực hiện phép tính trừ thôi. Dấu ngoặc này thể hiện là các em sẽ tính số lít xăng đã dùng trước. Được chưa? Các em lấy 15 cộng 5 trước.
Kem tính số lít xăng mà ô tô đã dùng trước. Sau đó kem lấy 40 lít xăng ban đầu. Kem trừ đi số lít xăng mà ô tô đã dùng. Thì chúng ta sẽ tính được số lít xăng còn lại. Thì đây chính là biểu thức để chúng ta tính số lít xăng còn lại trong bình của ô tô sau khi đã đi theo lộ trình. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ hoàn thành bài này như sau. Câu E. Ô tô đi từ nhà đến bãi biển, rồi từ bãi biển về quê thì dùng hết số lít xăng là. Kem lấy 15 cộng 5 bằng bằng 20 lít. B. Khi về đến quê, trong bình xăng của ô tô còn lại số lít xăng là. Lúc đầu trong bình có 40 lít mà dùng hết 20 lít rồi thì còn lại là 40 trừ 20 bằng 20. Đáp số là câu A là 20 lít và câu B cũng là 20 lít. Tiếp theo em sang bài tập số 5. Câu E. Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng. Nhung hái được 60 quả dâu tây. Xuân hái được 36 quả dâu tây. Hai bạn xếp đều tất cả số dâu tây đó vào 3 hộp. Số quả dâu tây trong mỗi hộp là A, B. Theo em, đáp án nào là đáp án đúng? Rồi, để biết đáp án nào là đáp án đúng thì chúng ta sẽ phân tích bài toán này như sau. Nhung hái được 60 quả này. Xuân hái được 36 quả này. Tổng số quả mà hai bạn hái được được xếp đều vào 3 hộp. Tức là chúng ta sẽ lấy tổng số quả này chia cho 3. Đúng không? Thì các em sẽ tính được số quả dâu tây trong mỗi hộp. Như vậy đầu tiên là các em phải tính tổng số quả hai bạn hái được trước. Được chưa? Có nghĩa là các em sẽ dùng dấu ngoặc để cho mọi người hiểu là chúng ta cần phải thực hiện phép cộng này trước, sau đó mới chia cho 3. 60 cộng 36 trước bằng 96. Sau đó lấy 96 chia 3 bằng 32. Tức là mỗi hộp có 32 quả dâu tây. Vậy đáp án chính xác đó chính là đáp án A. Rồi tiếp theo. Kem sang câu B. Người ta xếp 800 hộp sữa thành các dây. Mỗi dây là 4 hộp. 800 hộp sữa này xếp thành các dây, mỗi dây 4 hộp. Vậy muốn biết xếp được bao nhiêu dây thì các em lấy 800 chia cho 4. Đúng không? 800 chia cho 4 là các em tính được số dây. Sau đó xếp các dây sữa vào các thùng. Mỗi thùng 5 dây sữa. Hỏi người ta xếp được bao nhiêu thùng sữa? Xếp các dây sữa vào các thùng. Mỗi thùng 5 dây sữa. Muốn biết xếp được bao nhiêu thùng thì các em sẽ lấy tổng số dây. Các em chia cho 5, đúng không? Chia cho mỗi thùng 5 dây. Tức là chia cho 5. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Ở đây các em giải theo hai cách. Cách 1. Người ta xếp được số thùng sữa là. Các em chỉ cần dùng một biểu thức thôi. Người ta xếp được số thùng sữa là 800 hộp này. Được chưa? Chia cho mỗi dây là 4 hộp. Thì chúng ta sẽ tính được số dây này. Đây chính là số dây sữa này. Số dây sữa này các em chia cho mỗi thùng là 5 dây. Chia cho mỗi thùng là 5 dây. Thì giá trị của biểu thức này chính là số thùng sữa.
Được chưa? Rồi. Các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu. Dấu ngoặc này thể hiện là các em thực hiện phép chia trước này. 800 chia cho 4. Các em lấy 8 chia 4 bằng 2. Ở đây có 2 chữ số 0 thì các em viết thêm 2 chữ số 0 vào đằng sau. Sau đó các em chia cho 5. 200 chia 5. 200 chia 5 tức là 20 chục. 200 chính là 20 chục chia cho 5. Các em lấy 20 chia 5 bằng 4. 20 chia 5 bằng 4. Tức là 20 chục chia cho 5 thì bằng bằng 4 chục. Được chưa? 4 chục. Như vậy là người ta xếp được 40 thùng. Đáp số là 40 thùng sữa. Rồi hoặc là các em có thể giải theo cách thứ hai. Cách thứ hai là các em giải bài toán bằng hai bước tính. Bước thứ nhất là các em tính số giây sữa xếp được. Bước thứ hai, các em sẽ tính là số thùng sữa xếp được. Rồi bước thứ nhất, số giây sữa xếp được là 800 hộp. Xếp thành các giây, mỗi giây 4 hộp. Các em lấy 800 chia cho 4 bằng 200 giây. Được chưa? 800 chia cho 4, các em lấy 8 chia 4 bằng 2, 200 giây. Như vậy người ta xếp được số thùng sữa là 200 giây chia cho mỗi thùng là 5 giây. 200 giây chia cho mỗi thùng 5 giây thì ta chia được 40 thùng. Được chưa? Đáp số là 40 thùng sữa. Tiếp theo các em sang bài tập số 6. Theo em bạn nào tính đúng? Bạn An, bạn Nam, bạn Hiền cùng một biểu thức mà các bạn cho ra các giá trị khác nhau. Bạn Voi đau đầu quá, thắc mắc tại sao cùng tính giá trị của một biểu thức các bạn lại có kết quả khác nhau như vậy. Rồi bây giờ em sẽ giúp bạn Voi trả lời thắc mắc này nha. Rồi từ biểu thức 20 trừ 8 chia 4 nhân 2 thì các em nhớ là bao giờ chúng ta cũng nhân chia trước, nhân chia trước cộng trừ sau. Được chưa? 20 này, nhân chia trước cộng trừ sau. Khi có nhân chia thì các em tính từ trái sang phải. 8 chia 4 bằng 2. Sau đó mới lấy 2 nhân 2. 20 vẫn giữ nguyên này. Nhân chia trước 2 nhân 2 bằng 4. 20 trừ 4 bằng 16. Vậy là bạn nào tính đúng? À, bạn Nam tính đúng. Vậy bạn Nam tính đúng. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các bài học sau được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát toán lớp 3 sách cánh diều. Các em có thể vào trực tiếp kênh Thành Đô Vlog để các em tìm đến mục danh sách phát toán lớp 3 sách cánh diều nha. Rồi nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em hãy đồng viên thầy giáo bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Rồi xin chào và chúc các em học tốt.